chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Mai Anh Hoàng Tuệ. Giới thiệu với các bạn, đây là trận đấu giữa hai đội Thành phố Vinh 3 và Lang Đỏ. Phía Lang Đỏ thì có cầu thủ số 9, cầu thủ Tài là một trong những cầu thủ trẻ mới nổi lên trong thời gian gần đây. Còn là phía bên kia sân có Đức Anh, một trong những chủ công cũng được biết nhiều trong các giải gần đây. Hai đội đang làm thủ tục trận đấu. Trận đấu này đội Lang Đỏ thì là đội phản công trước. Chào mừng với 500 anh em đã đến với trận đấu thứ ba của buổi sáng hôm nay. Trận đấu thứ ba là giữa đội Thành phố Vinh 3 trang phục áo tím than, còn đội Lang Đỏ trong trang phục áo đỏ trắng. Đội vào hiệp thứ nhất thì chỉ đấu một trận thôi, 15 điểm. Thời tiết rất là nắng, nhiệt độ trên sân khoảng tầm 36 độ C. Tốt lắm tay ơi, vậy thôi. Bóng ngoài sân, vừa rồi là một pha bóng lỗi do không nói quá, cố gắng khắc phục đi. 1-0 nghiêng về Thành phố Vinh 3. Bỏ bóng tốt, điểm cho Thành phố Vinh 2. Bỏ bóng rất tốt của Dũng Lan, 2-0 nhưng về Vinh 3. Vâng, vậy là Lang Đỏ đã cắt chuyển lên điểm 2 điểm của Vinh 3. Tỷ số bây giờ là 1-2. Ba một. Một pha bóng leo lưới. Rồi. 2-3. Qua lưới, điểm cho Lang Đỏ. 10 điểm cho Lang Đỏ. Hoàng Đào phạt bóng. Rất tốt. Vâng, một pha bao bóng khá tinh tế của Hải Cháy. Điểm ba đều, tuyệt vời lắm.
lưới điểm cho thành phố Vinh 4-3. 4-3 thành phố Vinh 3 đang dẫn nha. Rồi, ok. Quang Hải Lê tay đánh đang là ổn định đấy. Đánh an toàn. Đây là phải nói là một màn đua thể lực giữa hai đội. Giữa cái nắng nóng của Thanh Vinh tầm khoảng 37 độ đấy, như này thì nhiệt độ phải 37 đấy. Ngoài, rồi. Bỏ bóng ra dẫn, điểm cho Lâm Đỏ 4 đều. Ngồi à. Rồi. Đừng có cái ô ra che dần nên vô vô ấy nghỉ tí đây. Alo. À không, đang mắc rồi. Kia mắc rồi, kia đang bỏ 2 cần. Phá phạt bóng rất là khó quá, phải chạy nhưng mà đội bàn bắt bóng rất là tốt. Đá vào bóng lưới. Bóng không có lưới, điểm cho thành phố Vinh 5-4. 5-4 thành phố Vinh dẫn. Tài. Bóng ngoài sân, điểm cho thành phố Vinh 6-4. Được, được, bình tĩnh. Có lau mặt thì không gặp các em. Từ từ, chưa. Bán gì em? Lấy mấy khăn rồi. Như vậy là bóng lăn lỗi kỹ thuật đổi điểm. Đây đây đây, lao cho 130 người đang xem nhá. 130 đấy à? Ngày 500 dưới đường có 130. Đến lại này. Nhờ mọi người chia sẻ nhá, bổ cho một quả sẻ nhá. Rồi. Vào vào điểm cho thành phố Vinh 7-5. Rồi cắt đây, cắt đây, cắt đây. Cắt lên điểm đây. Dần cái là có khí thế liền mà. Tốt lắm. Hay lắm. Cú bóng rất tốt của Hải Chạy.
Vô đường trong mặt đi, vô đường trong mặt đi. Đập công trình không đập xuống. Đập công trình đập cho được anh đập thì đập ba bao gần là nước ngập đến quán thôi được quán rồi. Mau mau hay mau đấy. Mau rồi kìa. Một trái nữa mới đây. Một trái nữa mới đây. Đi hơi nặng ấy. Hả? Anh ơi. Lên đò cổ lên này. Hai người được con thời gian cooling break. Cooling break của hai đôi. Kịch nặng quá. Đánh ra qua đúng thôi, đỉnh rất là đông anh em nhá. Vâng. Và tổ chức chính thức báo các trận đấu chiều nay sẽ diễn ra từ 15:30. Đề nghị các vận động viên, các đội chúng ta tập trung chú ý chơi để đảm bảo cho các giải đấu. Xin chào, cảm ơn. Xin mời hai đội tiếp tục quan sát thi đấu. Khó rồi. Đánh bóng vào điểm đá 6 cho Thanh Phục Vinh, hai đội đổi sân. Thủ Đức Anh nha, vịt bóng. Đưa bóng vào, điểm cho Thành Phố 9, 6. Đội đánh cánh thủ uống nước bởi vì thời tiết rất là nóng, mất rất nhiều sức nên cả cầu thủ phải nghỉ ngơi một chút để tiếp tục trận đấu. Mời hai đội quan tâm tiếp tục thi đấu. Trọng tài đã thổi còi để cho hai đội tiếp tục trận đấu. Tỷ số bây giờ là 9-6. Cầu thủ Đức Anh của bóng. Thank you.
một tràng điểm cho thành phố 10-6. Đánh bóng ngoài sân, điểm cho Lăng Đỏ 7-10. Bóng vào điểm cho thành phố Vinh 11-7. Đặt bóng ngoài sân, điểm cho Lăng Đỏ 8-11. Bóng vào điểm cho Lăng Đỏ 9-11. Thank you.
điểm cho thành phố 12. Bóng ngoài sân, điểm cho Lam Đỏ 10-12. Bóng không qua lưới, điểm cho Lam Đỏ.